Ô, quá trời luôn rồi. Ô, quá trời luôn. Ô, ô, ô. Rồi, đây con ơi, rồi. Rồi, coi chừng đâm nha. Ôi, anh bò bắt cá giỏi quá. Rồi, vậy lúc kia luôn rồi, đấy, đúng không? Bắt lên, hù hồn, nắm hai tay, rồi đem lại cho cha. Trời ơi, quá giỏi luôn kìa, cái lóc chà bá lửa luôn rồi ơi. Trời ơi, lần đầu tiên tôi bắt được cá lóc bự hả? Rồi, ok, mến chào quý anh chị bà cô bác đã quay trở lại với kênh Đen Lúa Miền Tây nha. Rồi các bạn ơi, hiện tại mình đang có mặt tại phía sau cánh đồng vườn nhà mình nha các bạn. Đó, đây là lòng lúa chín vàng ha. Đây các bạn thấy không? Cái mương. Hôm nay tắt cá nha các bạn. Để mình ra mình quay cái cảnh tắt cá ngoài mương ao sau nhà vợ mình cho các bạn xem nha. Rồi mời các bạn theo dõi video nha. Mình bắt đầu thôi. Cái nhà cái máy đang đặt ở đây bơm lên cái chỗ này ha. Cá bắt xong hết chưa hai? Xong hết chưa? Ồ, cá này dẫn. Đây là cái máy Honda ha. Mình bơm ha. Máy này giờ cũng ít còn các bạn. Đây cái ống bơm ha. Cá nhảy quá trời. Ô, cá này dẫn. Ở đây thì cá tự nhiên nha các bạn. Cá tự nhiên không nha, chứ không có cá nuôi ha. Thì cái nước vô mình giữ mương lại. Nè, mình bơm lên cái ống như thế này nè các bạn. Rồi bơm qua bên mé mình đây. Đó, nước sẽ chảy cái này là ống ngoài giải nha. À đây hứng cá lồng trong chỗ này các bạn. Đó. Này có cái đuối nha. Mình giải cho các bạn xem. Chắc cá con nhiều. Quá trời cá luôn á. Này, cá quá trời cá luôn. Đó. Cá nào đây quá trời luôn các bạn. Đó, đó cá quá trời cá luôn á. Thì cái đề cũng sắp cạn rồi. Có mấy con bé đây. Bé nị. Ê là con có bắt cá không? Dạ. Sao không bắt? Từ Khang đâu rồi? Kia, Khang bắt đẳng hả? Thì ở bên đây là cánh đồng sen. Hôm trước mình có quay cho bạn xem ha. Cánh đồng sen này. Cánh đồng sen đó nha. Trời ơi, một đại đội luôn. Cá nhiều không cô Tư? Hồi quá trời cá lóc luôn cả. Bắt được mấy con đã. Trời ơi quá trời ốc đắng luôn. Cua vàng hả? Ăn hả? Được hai cá lóc rồi. Ba cá lóc. Có hết không Đạt? Không có vô hang hả? Quá trời ốc bu vàng. Hai đứa từ từ, hai đứa. Không lột, không lột ốc bu vàng bự bự đó bác coi ha. Con cua nè. Này. Từ từ, từ từ. Từ từ nó mò cá, nó mò nó đi đâu trước. Thấy Khang nó quằn không như có ấy không? Bắt được con nào không Khang? Bắt cá hồng tông nè. Nãy giờ bắt cá hồng tông không hả? Cá đồng tông. Cá đồng tông. Rồi.
Anh Bin vô bắt được mấy con rồi? Rồi sao đi trước không có thấy đồ đựng gì trơn hả? Thế hồi á, hồi bắt cá, bắt con vừa quần á, rồi đấy nó ấy bắt cá ngốc lại. Cá bự không? Ồ, anh Đạt, hai Đạt bắt được cá rô chảng luôn. Đó, anh Bin, Bin bắt được mấy con cá đó hả? Hai cá sặc kìa. Bỏ vô được, còn ai bỏ vô? Tôi bắt hai bỏ vô. Đây các bạn, đây có một cặp cá phi. Thi bự. Đó. Wow, wow, wow. Đó, đó, coi chừng đâm nha. Trời ơi, anh bò bắt cá giỏi quá. Trời ơi, cái gì? Cái gì nó giải cho nó bự quá à? Mấy cái hàng còn hai có không? Có cá lóc không? Ở bè gồng gồng con kìa. Quá trời đông luôn. Không cá lóc đâu. Được không nha? Ồ, trời ơi, cá lóc có bự luôn. Ê, nè, 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 nè. Ừ, rồi. Ôi chuối còn ai ơi. Đó. Đó, rồi rồi. Rồi vậy lúc kia luôn rồi, lúc kia luôn rồi. Đấy, đấy câu hai bắt. Ở đó còn mò hai tay, mò hai tay. Rồi coi hai tiểu đệ bắt được không nha. Ngay đó đó, coi chừng nó chuối. Mò đi, mò đi. Ồ, cậu hai cậu bắt được con nữa kìa. Một cặp nha, có bài gồng ngay đó kìa. Ê, đây là khác, khác, khác. Ngay đây là chuối đây nè. Chuối đây nè, phía sau lưng khen kìa. Bỏ bao bên bên, bỏ lại bắt được á, bỏ bao bắt cứng hơn á. Bỏ ở ngay tay khen luôn á, ngay đó luôn á. Con mò xuống. Ở ngay đó đó, mò đi, bọn con chặn hai đầu lại, bỏ đi trước chặn. Bỏ đi trước chặn. Ngay đó luôn á. Đúng không? Ngồi vô đất á. Trời ơi, lưng cá chú mất tiêu rồi. Mất tiêu luôn hả? Ừ, cá lóc chảng luôn á. Rồi nhảy bò vô nhảy ra bên kia. Khang qua bên kia bắt gì Khang, bên kia nhiều cá kìa. Khang mấy anh em muốn qua bên kia bắt. Đúng không? Ê chú ơi. Bắt lên. Ôi, cá nắm hai tay, nắm hai tay. Rồi đem lại cho cha. Ừ, trời ơi quá giỏi luôn kìa, cá lóc chà bá lửa luôn rồi ơi. Trời ơi, lần đầu tiên tôi bắt được cá lóc bự hả? Nãy bắt cá mè vinh hả? Trời ơi. Nè, cá mè vinh nó chạy luôn nè, đây cá. Bắt cá sặc không à. Trời ơi. Ê kìa, qua bên kia kìa, quá trời cá luôn à. Nhìn trong ba hang. Trời ơi, Khang quậy không à, Khang quấy gì trơn á. Anh Khang nó bị lúc dưới thôi chứ kia kìa lúc. Ừ. Ngày hồi chắc cá góc nhiều lắm. Đi xong rồi lên bờ hết rồi. Bắt bà này bắt cá còn tay giữ giữ không. Bắt cá đó ử ử. Cầm vô được ông nước á. Cầm vô ông nước trên á. Coi chừng cá chốt nó nằm đó nha. Cá lóc hả anh hai? Rồi có thấy giá không mình đi kiếm cho. Chỗ này bắt được hai con hả? Tới không?
hai sâu dưới không? Cô bỏ con gỗ nó bò ra. Càng ngang lại đó, cô bỏ vô thùng nha. Đó, cô bò ngay thùng nắng kìa. Nó thấy không? Thôi từ từ, nó chạy lúc kia rồi, thôi đi. Để quần lên xịn. Đó, cô kìa. Rồi, gỗ. Coi chừng ngã cái thùng con. Coi rồi, bị cua kẹp cho coi nè nha. Rồi, gỡ đi, gỡ nước, rồi bỏ thùng. Gỡ mạnh lên. Vũ đó. Ừ, vậy đó, mạnh lên. Rồi, bỏ thùng đi, bỏ thùng nước ra. Anh bò bắt cá kìa. Hãy coi anh bò. Anh bò dưới con cá. Coi chừng cái lại đựng đợi ra bò nha con. Thôi đựng lại đầu bò đang bơm đựng lại đó. Nè bắt con này nè, bắt con này lấy gỗ giật đó. Ừ, rồi mò đi. Ô quá trời luôn rồi. Ô quá trời luôn. Ô. Rồi đây con ơi. Quá trời rồi, nó hoàn rồi. Còn không có nó bắt được con nào luôn. À, rửa đạt. Thảy ra đi, thảy lên. Ôi, cái dinh mẹ dinh nó bự nè ông nội ơi. Hai con nó nè. Hai con này là chuyên sầu ăn hết sảy luôn á. Rồi hai đang đào cái hang cá lóc cả nhà. Nè đây bắt con cái bà dinh này đi bơ cái bà dinh ngay con nè. Nè nhẹ xuống. Rồi rửa sạch thấy lên trước đi ba. Ôi. Thôi con. Cái mà dính nó bự. Chà bá lỗ luôn cả cái tay mình luôn á. Thì bỏ đâu Tân? Thấy lên đi con. Rửa hai con luôn. Cái thùng kia nó rửa ra ba đạt. Hai thùng kia rửa ra đạt. Hãy lên. Đây coi. Ồ mấy đại ca bắt quá trời luôn à. Ngã cái thùng. Ngã luôn hả thôi. Đây tôi còn cá lóc trong hang nha. Đó. Được được không? Bắt con cá phi luôn kìa, bắt con phi luôn kìa. Đây. Hai đuôi vô lên nha thôi. Đó. Khoan. Nè quay qua đây, quay qua đây. Đó, bà rồi. Ồ, cá lóc. Quá trời cá lóc luôn các bạn ơi. Nước, hết. Đó. Đóng vô. Hả? À, hai đạo bắt rửa đi, cho sạch. Ừ. Ồ, cá phi nó coi kinh khủng luôn á. Cái kia. Cá lóc bự á. Vô hàng. Con này bỏ thư thùng không? Ừ. Bị gì cho nó? Nè bắt cá chốt bự nè, cá chốt bự kìa. Bữa chừng nó đâm vô tay nha. Quá trời cá luôn à, cá trắng. Con thảy lên đi, thảy lên nhiều bắt. Đây một con cá chốt trâu cả nhà. Trời, con chốt này bự. Cái bán luôn. Bự cả ngón tay luôn. Cái cá của mình nó bự hơn ngón tay cái mình luôn. Để bơm cạn hả? Chút nữa hả? Hả? Ừ, coi bắt đi. Đâu rồi? Để đây vô bắt. Thì nó đầm. Bằng cá là hết rồi đấy.
Giờ là cái anh ta. Cái này là cá trắng. À, cá phi nè. Phi cá trắng nè nha. Đó. Cho con xem nha, cá phi khổng lồ nha. Đây có một con cá phi chà bá luôn. Cá phi này mà đậm đà lắm đó. Nè. Con xe tay ra coi. Đó, bự hơn tay cao lên con. Cao lên. Đó, bự hơn tay có tí này luôn á. Con để dưới à, để dưới nè. Cỡ cái mặt luôn. Cỡ cái mặt luôn á. Cuối này để dưới nước ra. Quán trời. Cá gầm. Nó nằm trong rồi. Cái này đem giỏng lựa về anh Tư. Cái này cũng còn một túi đổ trong đó ra luôn hả? Cái này cũng canh vòng quá trời luôn. Còn đó, thu hoạch mới vừa bắt phân nửa thôi là được như đây nha. Cá lồng tâm bên kia, cá lồng tâm bên đây cá phi, như cá mè dinh. Lần trước là cá lóc, cái này cũng đang cầm. Tao để vô quay mấy cá lóc coi. Đó. Đây là cá lóc đây hả? Đây cá lóc không? Đây các bạn. Đây là mớ cá lóc nha. Đó, ồ, cá lóc quá trời luôn á. Nó cỡ 4 5 cá lóc luôn. Rồi, con vinh vô đây để đổ ra. Con cua chừng kẹp con á. Ui. Vô xuống. Rồi, vinh vô. Mình lựa cá lóc ra. Còn phân nửa đi rồi đó. Này bắt cá đồng đã luôn á. Hỏi cậu Tư đâu rồi? Chắc con á. Đổ ra. Mệt hả? Nó có nhiêu đó mà đây, hai đứa cầm rổ ra. Làm đi. Ừ, hồi ba sữa giữ nè. Trời ơi, một khao cá luôn. Ba sữa nãy có con kia kìa, nó bự hơn. Cá phi nè. Cá lóc nè. Làm sao cá lóc. Nguyên một bài. Nguyên một bài cá lóc luôn các bạn ơi. Đây là cá lóc quá trời luôn á. Bao nhiêu là rô ha, này cua nè. Để con cua kinh càng. Đó. Này. Đó. Quá trời cá lóc. Ui là trời ô cá lóc nè ông nội ơi, cá phi cà bá lỗ luôn á. Rồi hỏi cha đi. Tới còn mớ cá lóc này gọng đâu? Đổ luôn phải không? Bây giờ mình sẽ gọng mấy con cá này nha các bạn, để thôi nó gọng cái gô chung luôn anh Tân. Cái gô gọng chung luôn ha. Cái gì thì cái gô gọng viên cái sần mấy cái lóc. Con cá. Dạ. Hai con cá rô chà bá luôn. Quên cái này luôn đi. Một con cá phi chà bá. Rồi. Một đống cá lóc đây luôn nè. Rồi xem mấy con cá lóc luôn á. Bắt rồi hả? Rồi. Còn mấy con đây chưa bắt hết rồi. Hai. Mình sẽ lựa mấy con chua này ra nó mình dọn. Đây là toàn sót con cá cẩn này dòng để không chết. Quá trời cá rô luôn á.
rồi rồi cái mình sẽ đổ cái máy cắt một thông này nha. Người cá chốt ừ. Nửa nồi cá hầm tông con nội còn nhóc không hả con Huy đó lụm dài dài lụm cũng nói đó ê hầm tông cá chốt ở sao giờ ăn ha rồi đưa con ốc lựa ra đi này. Đây là mớ cá phi nha, cá phi tự nhiên trong ruộng. Cá phi con nào lấy chào bá nữa. Thôi, cá này dinh chắc nó chết hết anh Tư ơi. Dinh chắc nó đem chiên quá. Quá trời nó nhảy. Nhảy mình mấy mình dễ hay luôn. Cái chục con. Ồ cái này mà để vô ruộng đẻ cho con. Tiên Tư vừa lại cặp hai cặp gì đó cho nó đẻ. Để thả nước vô nó vô nhóc gì thôi. Ừ. Giờ mình sẽ đem xuống đây mình rửa. Đó. Ở ngoài ngoài còn nữa. Mình chưa bắt nè, bắt này vô gọng trước để thôi nó chết. Giờ mình đang rửa cá ha. Đó, trời, đang đi như vậy. Cá phi bự không? Hay cả nhà. Ờ, con này mới xẻ tay ha. Bắt một con ngồi cho bạn xem. Đây, có khi nào gớt xong. Đó. Trời ơi, bự cầm tay không hết luôn á. Thôi, cái gì đi. Bây giờ mình sẽ gọng lại. Đây là những cái túi mà mình để mình bao mít, mình lấy ngụm cá luôn. Cái mà Vinh này chắc nãy giờ lâu rồi sợ nó chết. Mà Vinh con chào bá không? Đây đây luôn Đạt. Rồi con qua đi, coi chừng dúng dúng. Đây con Quy này. Này là trong cái bổi cái ấy nãy hả? Cái bổi. Rồi nãy mình bơm lên. Đây là dọc trong phía trước nhà nha các bạn, rất đẹp luôn á. Trong này rất là lớn. Cái chốt giọt này. Cái chốt quá trời luôn á. Bữa này đem lên lửa. Có một phi nè. Còn cái lâu ký. Bơ bắt nữa không? Đi. Nè, rồi đi. Đi đúng sao? Vậy. Mệt không? Mệt không? Hả? Xuống sông tắm. Xuống sông tắm hả? Xuống sông rửa cơ thể. Rồi xuống đi, xuống đi, xuống đi. Xuống đi. Qua nhanh lẹ đi thôi đó. Giờ đi rửa cái thân thể bùn lầy của anh nè. Trơn, trơn nha. Đây, nãy giờ mới dưới sông tắm lên nè, mình mấy như con tròn luôn. Nhảy xong. Quá trời cá lồng tông luôn rồi. Cá chốt nè. Rồi cá chốt gà kho ngon lắm đó này. Này là cá gầm. Còn bên đây cua nè. Cua đồng nè. Bên đây cá lóc nha. Bây giờ mình sẽ đi ra tiếp tục coi bắt cá màn 2 cảnh 1. Rồi chưa chân anh trời lúc nãy luôn anh đi mau quá. Nghe nó bắt cá nó mới ghê luôn á. Sáng giờ mê bắt cá quá trời luôn bé Khang á. Mê bắt cá quá trời luôn mà không bắt được gì. Hết trơn á mình mấy. Quá trời cái mình của ảnh luôn. Hết trơn anh chạy lúc nãy.
cụ nuôi được cá phi nữa kìa. Đó, có trà xình nè. Rồi quay ra, đặt, quay qua vô lết. Ô. Từ từ. Đi lên. Đi lên đi. Thôi con ngồi đó đi. Ừ, kìa. Bắt lại đây coi, nó đâm á, đâm đau lắm á nha. Trời ơi, nó giải mặt mày, đứa nào nó té tua hết trơn. Giờ đây đặt. Ừ. Vô lên. Ừ. Trời ơi. Rồi anh đó bắt cá ra ruộng làm gì hả? Nè, bắt con cá này nè. Rồi chừng cái chốt đâm nha. Ờ, cá nhỏ chút. Để lết luôn. Ê con đi đặng bắt cá thì đặng đi đạt đấy, nó chết đạt. Có nó đâu trơn rồi. Nè bắt con này đi. Ngay đó, ô bò tay vô là ngay đó đó, ngay đây luôn. Ừ đó đó. Ừ. Cá lau kiến. Ê có ai lại cứu nhỏ kìa. Em tự lên. Bắt ra vì cá phi trên bờ kìa. Coi chừng cá chốt nó đâm một cái là thấy ông bà luôn đó nha. Ê bác con cá đối diện con kìa, cá phi đối diện con nè. Thấy đó luôn đi, thấy đó luôn đi. Ừ. Cái cá luôn nè. Cái cá luôn nè. Rồi, đưa đây, để chị đây em rửa cho. Cái gà gọi tao tới đầu. Đặt chuyện lên vuốt đặt. Bỏ vô đi con. Đặt lại đất lấy thùng đó đổ vô đi Út đem vô rửa luôn đặt. Còn một khúc dài đây tới kia luôn các bạn. Mất xe. À, đem ra gọng để nó chết. Con đổ vô luôn đi. Đổ vô chung luôn. Thôi vô cá phi con nặng này chờ bác. Rồi. Thì mình đi vô mình rửa nó cá này. Cả nhà giờ mình sẽ đem cái mớ cá này nè, mình sẽ đem cái mớ cá này vô nhà mình rửa, cá nhiều lắm nha. Đây các bạn, mớ cá này nãy mình mới vô đổ tông xu ra ha. Cá mới bắt được sao nha. Để lên bờ mình lựa ra chứ không thì nó nhảy. Mình đem đây mình đổ. Con đổ vô cái bao ấy. Dạ. Nè mấy con có tay con đổ ra giùm giúp nữa. À cá trắng rồi nè. Nắm cái đuôi. Ờ đúng rồi. Nó hai cái lóc rồi á. Bắt hai cái lóc thở thả vô luôn nè. Không luôn kìa. Cá nó nỉ. Ê, bây giờ. Con có vì bỏ vô cái đó. Mẹ dở lần con. Cái đồ đó là rộng hết chứ. Này cá lóc nhiều đó. Cái không chết hết. Con thấy xô quá, cá con thấy xô cá phi bỏ. Hả?
Có khi bỏ thùng con đi, con đem dưới con thả vô ấy. Thả lại chứ. Chứ có đồ thả chứ không? Có. Còn con cá phi nó bự không nội. Chốt đều đó. Chết rồi, chết rồi gì vậy? Chết rồi mẹ, con nó ngập rồi đó, bỏ ngoài. Rồi con nào sống. Nó chết cá hết trơn. Con này chết rồi, con này chết rồi. Thả mẹ nó dưới đường con. Không, con này chết, bỏ ngoài đi. Con nó chết luôn rồi đó. Ăn cái. Vô lấy dao bằng lùng con đưa ở đó. Lấy dao đi. Con này chết rồi mà. Con này chết rồi. Nè, cầm. Đấy. Cầm hai tay coi. Đấy. Cá lóc này giờ bắt nha. Bắt thì cá lóc luôn á. Ủa mẹ đâu rồi? Làm phổ. Bây giờ mình sẽ đổ vô để. Mẹ đâu rồi? Mình rộng rồi. Mẹ đám à? Đám ở đâu hả? Nước xong. Rồi để mình đi xuống đây mình quay mấy cá đang gọng dưới đây cho các bạn xem nha. Bây giờ hai ông anh đó còn bắt ngoài á, còn một khúc cá chưa bắt nữa các bạn. Đây là số cá nãy giờ mình là đem vô mình rửa nè. Mình gọng này nó chết, nó bị sặc sình nó chết. Cái này rất nhiều nha, cá con nào con ấy nè. Mình dở là không nổi luôn á. Đó, một bao luôn nha. Để đỡ thôi chứ mình sợ nó ngọt. Con này cái này dinh nè. Đây nó cá rô nha. Này cá rô, rô mề. Rồi chào cả nhà ơi, chắc mình cũng xin phép dừng video đây ha. Thì cảm ơn cả nhà đã xem và theo dõi video của mình nha. Hẹn lại cả nhà ở những video tiếp theo.